Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì kiểu thời tiết sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mai cho đến ngày mùng 6 tới đây sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bà con các tỉnh miền núi phía Bắc cần phải đặc biệt lưu ý để có những biện pháp bảo vệ cho cây trồng và vật nuôi. Xuôi xuống các tỉnh miền Trung, tuy ngày nắng và nhiệt độ vẫn khá cao, nhưng về chiều tối vẫn có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo lũ khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong 1 đến 2 ngày tới, mực nước sông đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm tại các trạm hạ lưu trên báo động 3 từ 0,1 đến 0,3 m, sau đó xuống dần. Vì vậy mà nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ. Bà con cần phải chú ý theo dõi các bản tin dự báo thủy văn hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời nắm bắt tình hình mưa lũ, tránh ảnh hưởng gây thiệt hại đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Và cuối cùng như thường lệ sẽ là những thông tin đáng chú ý về thời tiết các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.